Vậy là trên đây thầy đã giới thiệu và hướng dẫn cho các em xong ví dụ 1 và ví dụ 2. Bây giờ thầy sẽ cùng các em chúng ta chuyển sang ví dụ 3. Xem nội dung của ví dụ 3 như thế nào, các em tập trung lên cho thầy. Ví dụ 3 của thầy là như sau, giải phương trình sau. X nhân x cộng 1 nhân x cộng 2 nhân x cộng 3 thì bằng 8. Thì các em tập trung đây nhé. Thứ nhất là chúng ta nói về cái bước 1 là đặt điều kiện này. Đây là một biểu thức đại số không chứa căn và không có ẩn nằm ở mẫu. Cho nên chúng ta không cần phải đặt điều kiện cho phương trình, mà chúng ta chỉ làm luôn sang bước 2 là đặt ấn phụ. Tuy nhiên để chúng ta đặt được ấn phụ thì chúng ta có quan sát như sau. Tập trung cho thầy nhé. Ở đây thầy có x này, nhân x cộng 1 nhân x cộng 2 nhân x cộng 3 này. Thực ra bản thân x là x cộng 0. Em hiểu thầy chưa? Bản thân x là x cộng 0. Cho nên thầy có đây là 0 này, 1 này, 2 này và 3. Đây là bốn số tự nhiên liên tiếp. Cho nên khi gặp dạng này thầy thường nói với học sinh ấy, là chúng ta thực hiện đầu đít. Thế nào là đầu đít? Chúng ta sẽ cho x đi với x cộng 3, cho x cộng 1 đi với x cộng 2. Căn cứ vào sự phân tích đó, thầy sẽ cùng các em chúng ta làm ví dụ 3 như sau. Nào, ví dụ 3 của thầy. Đó là giải phương trình x nhân với x cộng 1 nhân x cộng 2 và nhân x cộng 3. Và cái này có thể bằng 8. Được chưa nào em? Chúng ta có này, thầy tương đương. Chúng ta có đầu đít này, x nhân x cộng 3 này, nhân x cộng 1 này, nhân x cộng 2 này, và này bằng 8. Vậy tương đương này, thầy có x bình này, cộng 3x này, nhân x bình này, cộng 3x này, cộng 2 này, và bằng 8. Các em quan sát cho thầy nhé, quan sát này, tập trung quan sát này. Em thấy này, x bình cộng 3x này, phần chữ x và phần chữ x ở hai trong ngoặc này giống nhau, đều là x bình cộng 3, phải. Nó chỉ sai khác ở chỗ 2 này này. Ở đây không có 2 và ở đây có 2, chỉ khai sai khác chỗ đó thôi. Cho nên để chúng ta thực hiện bài này, chúng ta sẽ làm như sau. Thầy đặt ấn phụ đặt t bằng x bình cộng 3x, tức là bằng x bình cộng với 2 nhân x nhân 3 phần 2 cộng với 9 phần 4. Thầy trừ đi 9 phần 4. Vậy t của thầy bằng x cộng với 3 phần 2 bình trừ 9 phần 4. Cái thằng này lớn hơn bằng âm 9 phần 4. Đó, vậy đến đây chúng ta đặt điều kiện cho t rồi. Các em nhìn thấy nhá. Bước 2 này, đặt ấn phụ này, đặt điều kiện cho ấn phụ nếu có. Đây, thầy đã đặt được ấn phụ và đặt điều kiện ấn phụ nếu có rồi. Được chưa? Vậy giải phương trình theo ẩn mới, giải phương trình theo ẩn mới. Để giải được phương trình ẩn mới, chúng ta phải đưa phương trình ban đầu về phương trình theo ẩn t như sau. Đây nhá, của thầy đây là 3 này. Còn đây thầy đặt tên là sao được không em? Nào, thay t vào sao. Thầy có tương đương. Thầy có t này, nhân với t cộng 2 này thì bằng 8 này. Vậy tương đương thầy có này, t bình cộng với 2t này trừ 4 này, thầy xin lỗi nhé, trừ 8 này thì bằng 0. Tới đây chúng ta có thể, một là dùng công thức nghiệm, hai là chúng ta dùng phân tích đa thức thể nhân tử như sau. Thầy có t này cộng 4 này nhân với t này trừ 2 bằng 0. Vậy tương đương t có thể bằng 4, bằng trừ 4, hoặc là t có thể bằng 2. Nhưng nếu t bằng âm 4 của thầy à, nhìn này, vì t lớn bằng âm 9 phần 4, cho nên t bằng âm 4 thầy loại. Cái này thỏa mãn. Chỉ còn mỗi t bằng 2. Vậy thầy có với t bằng 2. Thầy suy ra, x bình cộng với 3x thì bằng 2. Vậy tương đương thầy có x bình cộng 3x trừ 2 bằng 0. Vậy đây là một phương trình bậc 2. Chúng ta chỉ cần thực hiện công thức nghiệm là chúng ta ok luôn. Ta có delta bằng 3 bình trừ 4ac là cộng 4 nhân 2 bằng 17. Cái này lớn không? Vậy thầy suy ra ngay, x1 bằng trừ 3 cộng với căn delta cộng với căn 17 trên 2. Và x2 bằng trừ 3 trừ căn 17 trên 2. Tới đây thầy đã giải ra hai nghiệm x1 và x2 rồi. Em nhìn nhá. Mà bài toán này thầy đã phân tích ngay từ đầu cho các em là chúng ta không có điều kiện của x, cho nên hai giá trị x này là thỏa mãn. Vậy thầy nói như sau. Vậy nghiệm của phương trình là S bằng 3 trừ 3 cộng trừ căn 17 trên 2. Đó. Vậy ở đây là thầy đã giải xong được ví dụ 3 cho các em.
Vậy để làm được ví dụ 3 này, các em tập trung chú ý cho thầy này. Đầu tiên là các em phải quan sát. Quan sát để chúng ta biết là chúng ta sẽ đặt ân phụ là cái gì. Sau khi chúng ta biết được đặt ân phụ là cái gì rồi thì chúng ta đặt điều kiện cho T. Chúng ta đưa phương trình về phương trình thiêu T, giá ra T, chúng ta trở về tìm phương trình thiêu X. Được không nào các em? Đó. Vậy để các em làm tốt được dạng này thì rất muốn các em theo dõi kỹ phương pháp, các bước làm, nhưng mà phải tập trung vào cái phần thầy phân tích cho tư duy làm sao làm cái gì đó. Và bài này nó có thể mở rộng hơn, ví dụ như cho 4 cái này, nhưng chúng ta lại có này x cộng 2, x cộng 4, x cộng 6, x cộng 8, chúng ta vẫn thực hiện được và chúng ta vẫn làm đầu đít. Tức là với những các hệ số này nó cách đều nhau là chúng ta làm tốt được. Hiểu nào các em? Đó. Vậy trên đây thầy đã hướng dẫn xong cho em ví dụ 3. Bây giờ chúng ta chuyển sang ví dụ 4 như sau, tập trung cho thầy nhé. Ví dụ 4 của thầy yêu cầu giải phương trình 3 nhân với căn x bình cộng x cộng 1 trừ x thì bằng x bình cộng 3. Ok chưa? Để giải bài toán này thì các em chú ý này. Đầu tiên đây có căn này. Đây là một biểu thức trước căn trong mẫu này. Thì đầu tiên là các em phải tìm điều kiện cho thầy trước. Điều kiện này xác định trước. Sau đó các em mới thực hiện giải. Tập trung nhá. Nào, ví dụ 4 của thầy như sau. Thầy yêu cầu giải phương trình cạn 3 lần căn của x bình cộng x cộng 1 trừ x thì bằng x bình cộng 3. Đầu tiên là em phải có điều kiện là x bình cộng x cộng 1 lớn bằng 0. Được chưa nào các em? Vậy tương đương thầy có x bình cộng 2 nhân với 1 phần 2 nhân x cộng với 1 phần 4 cộng với 3 phần 4. Vậy thầy có tương đương là x cộng với 1 phần 2 bình cộng với 3 phần 4 lớn hơn bằng 3 phần 4. Thì cái này dĩ nhiên lớn không rồi. Cho nên điều kiện nó dĩ nhiên nó lớn không rồi. Với mọi x rồi. Được xong bước 1 cho em. Ok điều kiện chưa? Thứ hai chúng ta có quan sát này. Trong căn của thầy là x bình cộng x cộng 1 này. Ở đây có thể là trừ x đúng không em? Thầy chuyển trừ x sang này thì thành x bình cộng x không? Vậy thầy thấy phần biến này giống nhau này. X bình cộng x đây cũng x bình cộng x này. Nào vậy thầy tương đương như sau. Đây thầy gọi là 4 nhá. Các em tập trung nhá. Tương đương này. 4 của thầy tương đương. Tương đương này. 3 nhân với căn x bình cộng x cộng 1 bằng x bình cộng x cộng cộng 3. Được chưa em? Bây giờ thầy đặt T bằng căn của x bình cộng x cộng 1. Vì trên đây thầy đã chứng minh nó lớn bằng 3 phần 4, lớn bằng căn của 3 phần 4. Tức là bằng căn 3 phần 2. Tức là T có thể lớn bằng căn 3 phần 2. Ok chưa? Thay vào 4. Thầy thay vào đây là thầy đọc tên là sao, rất dễ. Thay vào sao? Thầy tương đương 3T thì bằng T bình cộng 2. Vậy tương đương thầy có T bình trừ 3T cộng 2 bằng 0. Ở đây là phương trình bậc, bậc 2 thì nhắm được nghiệm ngay. A cộng B cộng C bằng 0. Cho nên thầy có hai nghiệm, một nghiệm là T bằng 1 và một nghiệm T có thể bằng 2. Tập trung này, đề bài của thầy là T của thầy phải lớn hơn bằng 3 phần. T của thầy lớn bằng căn 3 phần 2, cả hai nghiệm này đều thỏa mãn hết. Được chưa? Bây giờ thầy có với T bằng 1 thì suy ra thầy có căn x bình cộng x cộng 1 thì bằng 1. Vậy thầy có x bình cộng x cộng 1 thì bằng 1. Vậy tương đương thầy có x bình cộng x thì bằng 0. Tương đương x nhân x cộng 1 của thầy bằng 0. Vậy tương đương x của thầy bằng 0 và x của thầy bằng trừ 1. Nhưng với điều kiện của thầy đây là với mọi x, cho nên cả hai giá trị này đều là thỏa mãn. Thầy không loại giá trị nào cả. Tập trung cho thầy nhé. Tiếp theo này. Thầy với này. Với t của thầy bằng 2 thì tương đương này. Căn này. X bình này cộng x cộng 1 của thầy thì bằng 2. Vậy thầy tương đương này là x bình cộng x cộng 1 này của thầy bằng 4. Vậy thầy tương đương này, thầy có x bình này cộng x này trừ 3 của thầy thì bằng 0. Đây là một phương trình bậc 2 theo ẩn x. Chúng ta có thể tính delta như sau. Ta có delta bằng 1 trừ 4ac trừ 4 nhân với trừ 3 thì bằng 13. Cái này lớn không? Lớn không thì chúng ta sẽ suy ra được hai nghiệm sau. Nghiệm thứ nhất, x1 bằng trừ 1 cộng với căn 13 trên 2. Và x2 bằng trừ 1 cộng căn, thầy xin lỗi nhé, trừ căn 13 cũng trên 2.
Được chưa nào em? Vậy ở đây thầy đã giải xong hai nghiệm là x1 và x2. Kết hợp với nghiệm trên này nữa, chúng ta đã giải xong được phương trình. Cho nên cuối cùng là chúng ta phải có một kết luận như sau. Vậy tập nghiệm của phương trình là S này bằng nhá. Đầu tiên là thầy có là những giá trị nào? Đầu tiên trên đây có là -1 và không, tức là thầy có là -1 cộng trừ căn 13 trên 2 và -1 và 0. Đó, vậy chúng ta có bốn nghiệm như sau. Ok, nhân chào các em. Vậy trên đây thầy đã hướng dẫn cho các em xong hai ví dụ 3 và 4. Mỗi một ví dụ này có một cách đặt ẩn phụ khác nhau, một cách xử lý khác nhau, nhưng cơ bản là các em cần phải có sự chú ý cho thầy, cần phải sự quan sát cho thầy và một tư duy nhất định để các em biết là thứ nhất đặt bằng cái gì là T, và mục đích đặt là T thì phần còn lại phải biểu diễn được theo T thì mới được. Hiểu chưa nào các em? Sau đó các em chỉ cần nắm bám sát các bước 1, bước 2, bước 3 cho thầy và các em giải phương trình bậc 2 một cách thành thạo, biến đổi nhuần nhuyễn thì thầy tin chắc các em sẽ giải quyết tốt giảng bài tập này thôi. Ok chưa nào em? Vậy trên đây thầy đã giới thiệu cho em toàn bộ phương pháp và bốn dạng bài, bốn ví dụ về dạng giải bài toán bằng phương pháp đặt ẩn phụ. Các em chỉ cần tập trung ghi chép đầy đủ phương pháp và bốn ví dụ lại cho thầy. Xem clip này một lần nữa, thầy tin chắc các em sẽ làm tốt các dạng bài tập tương tự như thế này trên lớp, hay các bài kiểm tra, hay kỳ thi sắp tới. Hiểu không nào các em?